Anh chị xin được kính chào tất cả anh chị và các bạn. Anh chị ơi, ngày hôm nay tình cờ mình lên trên mạng, mình đọc báo, mình thấy có cái tin này giật gân. Và khi đọc vào mình cảm thấy có cái gì đó nó sai sai ở đây. Nó không có đúng mà nó cũng chẳng có logic. Cho nên là mình mạn phép được đọc cái bài báo này cho tất cả các anh chị và các bạn cùng nghe, để xem coi là ai đúng và ai sai ở đây nha. Mình thấy cái gì đó nó kỳ kỳ dữ lắm. Cho nên là các anh chị ơi, cùng theo dõi nha. Hấp dẫn, hấp dẫn. Anh chị ơi, ngân hàng của Angie hiện tại đang có chương trình cho vay tiền mua nhà không cần chứng minh thu nhập. Nếu anh chị nào muốn có căn nhà mơ ước của mình trong năm nay, xin đừng ngần ngại, hãy gọi cho Angie nhé. Không biết là chuyện này thật hư như thế nào, mình đọc báo thôi nha các anh chị. Diễn viên Thanh Bình vừa có cuộc gặp gỡ với báo chí để phản hồi những thông tin liên quan ồn ào về tình cảm với một cô gái đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Mới đây, thông tin diễn viên Thanh Bình bị tố lăng nhăng qua lại với nhiều cô gái cùng lúc nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, một tài khoản bất ngờ đăng tải ảnh chụp chung tiết lộ về mối quan hệ với diễn viên Thanh Bình. Người đẹp cho biết cả hai quen nhau vào thời điểm nam diễn viên ly dị với Ngọc Lan. Lúc đó, do thấy mối quan hệ không có kết quả nên cô chủ động rút lui. Đây là những gì mà cô gái nói nha, là cô ấy chủ động rút lui. Theo lời kể, đến năm 2020, Thanh Bình chủ động liên lạc, rồi cả hai quyết định hẹn hò nha. Nhớ là cái câu này, Thanh Bình chủ động liên lạc và cả hai quyết định hẹn hò. À, hai câu này nha. Trong quá trình đó, họ phát sinh mâu thuẫn khi phát hiện nam diễn viên đang qua lại với rất nhiều cô gái khác nhau. Vậy thì có hay không? Bây giờ đó là phần trên đó là của cô gái nói, phần dưới là của diễn viên Thanh Bình nói. Vậy cuối cùng ai đúng ai sai, mọi người cùng phán quyết. Mình chỉ đọc báo thôi nha. Giữa thời điểm vướng scandal, chiều 22 tháng 1, Thanh Bình đã có một cuộc gặp gỡ báo chí để phản hồi trước những lời cáo buộc liên quan đến mình. Trong cuộc trò chuyện, nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến khán giả, những người liên quan trong câu chuyện. Anh cho biết do mình lên tiếng vì không muốn câu chuyện đẩy đi quá xa, nằm ngoài tầm kiểm soát. Đó là chưa kể đến việc có một số thông tin đăng tải không đúng nên diễn viên sinh năm 1985 quyết định phản hồi, mong ồn ào này sớm kết thúc. Thanh Bình kể anh và cô gái tố mình quen biết cách đây 2 năm, chỉ có quen biết thôi nha. Đến tháng 4 năm 2021, họ nói chuyện nhiều hơn. Nam diễn viên cũng thừa nhận trong quá trình tiếp xúc bản thân cũng có ý định tìm hiểu, chỉ có ý định tìm hiểu thôi. Còn ở trên kia thì người ta đã nói là hai người đã quyết định hẹn hò. Thì cuối cùng ai đúng ai sai nha. Nhưng sau đó khi nhận ra giữa cả hai không có sự tương đồng, anh quyết định dừng lại. Thanh Bình nhận sai khi không dứt khoát hơn vì thời điểm đó anh sợ đối phương bị tổn thương. Anh thì nói là anh sợ bị đối phương tổn thương nên không dứt khoát. Còn ở trên đó thì đối phương nói là đối phương thấy anh quan hệ rất nhiều cô gái khác nhau nên đối phương lại là người chủ động chấm dứt. Vậy thì bây giờ mình nghe lời ai bây giờ mọi người? Ai đúng ai sai? Bên này thì nói sợ bên kia tổn thương, còn bên kia thì nói là người ta đã tự động rút lui. Ôi ơi, làm lập nhập gì nhập nhằng quá đúng không mọi người? Rồi, nhưng đến bây giờ tôi dám nói đây là mối quan hệ không rõ ràng. Gì kỳ vậy? Tại sao mình có một cái mối quan hệ với một người phụ nữ mà không rõ ràng? Bạn thì bạn mà tình yêu thì tình yêu chứ, tại sao lại là không rõ ràng? Nếu như mình mới bắt đầu tìm hiểu thì mình cho người đó chỉ là bạn thôi, chứ
tại sao mà có quan hệ không rõ ràng là sao? Bản thân tôi không có cảm xúc và cũng không có sự chuẩn bị cho một chuyện tình cảm. Sau đó cô ấy im lặng, bản thân tôi đã đôi lần tỏ thái độ để cho cô ấy nhìn thấy, để biết là tôi muốn kết thúc cái chuyện tình cảm không rõ ràng này. Anh chia sẻ. À, cái này hấp dẫn phải không các anh chị? Hấp dẫn quá đi. À, rồi tiếp tục nha. Thanh Bình kể trong thời gian dịch bệnh, cô gái bị kẹt lại nhà mình. Oh no. Ủa, một mối quan hệ không rõ ràng, vậy tại sao cô gái đó lại ở nhà Thanh Bình mà lại kẹt lại nhà mình? Dạ, cái này là mình thấy không ổn rồi. Xong nam diễn viên phủ nhận thông tin cả hai sống với nhau như vợ chồng. Ủa, không sống với nhau như vợ chồng, người con gái ở nhà người con trai để làm gì? Anh nói đến 2 tháng gần đây, tôi bận công việc nên bắt đầu giãn khoảng cách ra. Tôi thừa nhận mình sai vì đã không rõ ràng trong mối quan hệ này, để cô ấy ngộ nhận mình là bạn trai của cô ấy. Ê dạ, cái này thì mình muốn dừng lại đây một chút xíu. Mình đọc báo nhưng mà mình cũng phân tích cái chuyện mà bạn bè là bạn bè. Còn nếu như mà chưa có tình cảm, nha, yêu đương, thì tại sao lại đưa cô ta về nhà mình ở? Nha, nếu như phủ nhận không sống như vợ chồng. Ủa, nếu như không sống như vợ chồng thì tại sao cô gái đó lại có mặt ở nhà mình và bị kẹt ở nhà mình trong thời gian dịch bệnh? Mọi người thấy có phi lý ở đây hay không? Nha, mình không có criticize ai, nhưng mà mình thấy cái gì nó sai sai ở đây, đúng không? Tại vì á, theo ý của mình, nếu như mà anh chàng này nói là cô ta không phải là người yêu, cô ta ngộ nhận anh ấy là người yêu, vậy thì cô ta với anh ấy đó ở chung nhà để làm gì? Nếu như anh ấy nói cô ấy chỉ là gái gọi thôi, đúng không? Nếu như vậy, gái gọi thì tới ban đêm, xong chuyện trả tiền đi về, sáng đã đi về rồi, chứ đâu có cần phải ở lại với nhau lâu dài, tháng này qua tháng nọ để phải kẹt lại nhà vì dịch bệnh, đúng không? Tại vì dịch bệnh đó, nó đâu có phải là nó ập tới giống như là nước thủy triều vậy mà chạy không kịp đâu, đúng không? Nếu như gái rồi thì đã đi vào nhà mình, ok, cái chuyện đó tôi không có nói tới. Nhưng mà gái gọi thì sáng hôm sau là phải đi về. Còn cái chuyện mà ở nhà mình ngày này qua ngày đó mới bị là kẹt lại dịch bệnh, mà một người phụ nữ với một người đàn ông ở với nhau ngày này qua ngày nọ ở chung nhà, mà Thanh Bình lại nói đó là tôi không phải là bạn trai và tôi cũng phủ nhận không phải sống như vợ chồng, cô ấy ngộ nhận tôi là bạn trai. Ủa, vậy sống chung nhà để làm gì ta? Lạ ha. Ôi da, cái chuyện này mình thấy hơi là lạ. Tôi không biết rồi nha, tôi chỉ có thấy lạ lạ tôi hỏi thôi, chứ tôi không có mà nói gì hết trơn á nha. Cái này là tôi chỉ có bình luận thôi à. Tôi gửi lời xin lỗi vì làm bạn tổn thương nhiều. Ủa, gì kỳ vậy? Tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình, mặc dù không ai nói gì, nhưng vì ồn ào của tôi đã làm ảnh hưởng đến gia đình, đặc biệt là con tôi. Ôi trời ơi, con tôi nó còn có nhỏ ép, nó có biết gì đâu mà xin lỗi nó. Vì không muốn thông tin không đúng lan truyền trên mạng nên tôi lên tiếng. Tôi không đính chính bào chữa mà chỉ muốn mọi chuyện kết thúc một cách êm đẹp. Diễn viên Tình Là Dây Oan cũng thẳng thắn phản hồi khi bị tố lăng nhăng.
qua lại với nhiều cô gái cùng lúc. Cái này có hay không tôi không biết nha. Nói về thông tin này, Thanh Bình cho biết từ sau khi ly hôn, anh vẫn độc thân, chưa xác định yêu ai. Dừng lại chỗ này, tức quá. Không xác định yêu ai mà lại đưa một cô gái về nhà ở. Ủa, đưa một cô gái về nhà ở ngủ hai phòng ư? À, mà mình không yêu ai, tại sao mình đưa cô gái về nhà mình ở? À, rồi còn nói là cô ấy ngộ nhận tôi là bạn trai nữa. Cái gì kỳ vậy? Nếu như không phải bạn trai, tại sao mình lại đưa người ta về nhà ở? Ê, dạ, cái này có một cái gì sai sai phải không các anh chị? Những lời nói đó có thể do cô ấy đọc được tin nhắn của tôi. Có những mối quan hệ tôi mới bắt đầu tìm hiểu thôi. Ngay cả cô ấy cũng vậy. Khi nào có bạn gái, tôi sẽ công bố. Đó là chuyện đời tư. Bản thân tôi lại kín trong chuyện tình cảm. Tận bây giờ tôi không biết tại sao cô ấy đọc được anh bài tỏ. Ê Thanh Bình nói hiện tại trang cá nhân của anh bị xâm nhập, nên thông qua cuộc gặp phóng viên này, nam diễn viên khẳng định đây là phát ngôn chính thức của mình. Diễn viên đi qua mùa gió bày tỏ, ngay hôm qua tôi có nói chuyện với cô ấy, chấm dứt việc xâm nhập tài khoản Facebook và tin nhắn của tôi vì nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống và đảo lộn mọi thứ. Không yêu, không thương, không phải là bạn trai, không sống chung như vợ chồng. Vậy mà thân đến nỗi người đó có được cái ID and password cá nhân của cái trang Facebook của mình thì không đơn giản tí nào, đúng không? Mà nếu như tự động không phải là vợ, không phải là người tình, mà người đó có quyền xâm nhập vào trong cái mạng của mình thì một nốt nhạc thôi là đưa ra cho công an liền, bắt liền, đúng không? Chứ tại sao phải để cái chuyện đó xảy ra? Mình thấy nó nhập nhằng một cái gì đó mà nó không có cái gì rõ rõ ràng ràng ở đây hết trơn á quý vị. Theo tất cả các anh chị và các bạn thì sao? Hiện tại tôi vẫn đợi sau hôm nay, nếu như cô ấy đưa đời tư của tôi lên cộng đồng mạng thì có thể tôi nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Nam diễn viên nói cuộc sống và công việc của mình bị ảnh hưởng không nhỏ sau khi bị vướng phải ồn ào này. Song chính con trai là nguồn động viên lớn giúp anh mạnh mẽ vượt qua. Trời ơi, mình gây ra mà, chứ có phải là ai ép mình đâu mà vượt qua hả trời? Nói thêm về phản ứng của gia đình, Thanh Bình cho biết anh ấy có lỗi khi vướng phải những ồn ào tiêu cực. Mình không bàn về chuyện đúng sai. Sai ở đây tôi nhận lỗi ở đó. No. Sai ở đâu tôi nhận lỗi ở đó. Điều tôi mong muốn lớn nhất là qua đây xin lỗi đến những người liên quan, đến khán giả và những người nhà của mình. Tôi xem đây là phát ngôn chính thức và chấm dứt chuyện này. Sau cuộc gặp, tôi sẽ tạm ngưng sử dụng mạng xã hội. Tôi sẽ tập trung vào công việc kinh doanh và sẽ không có phát ngôn nào nữa. Tôi mong vụ ồn ào này sẽ sớm chấm dứt. Anh chia sẻ thêm, bất ngờ là khi ồn ào xảy ra, nhiều người đã tìm đến vợ cũ của anh là Ngọc Lan để hỏi chuyện, khiến quản lý nữ diễn viên phải lên tiếng và cảm ơn anh chị báo chí đã quan tâm và liên hệ phỏng vấn Ngọc Lan giữa lùm xùm chồng cũ bị tố. Tuy nhiên, đây là vấn đề cá nhân của Thanh Bình. Hiện Ngọc Lan không còn liên quan, nên thay mặt Ngọc Lan xin được phép từ chối bình luận hoặc trả lời.
Nguyên nhân sâu xa bao nhiêu năm nay giờ đã được sáng tỏ. Tôi nói ít, mong các bạn hiểu nhiều. À, dạ. Cái câu kết này của quản lý của Ngọc Lan, mình thấy nó có một cái gì đó. Nè, nguyên nhân sâu xa bao nhiêu năm nay giờ đã được sáng tỏ. Tôi nói ít, mong các bạn hiểu nhiều. Hay à, cái câu này là sao vậy hả? À, quý vị, nguyên nhân sâu xa bao nhiêu năm nay giờ đã được sáng tỏ. Ý là gì? À, nguyên nhân sâu xa mà Ngọc Lan ly dị Thanh Bình không có nói ra, bây giờ mới được sáng tỏ. Thì ý là họ muốn nói đó là Thanh Bình là người lăng nhăng hay sao, mà trước giờ Ngọc Lan không có nói ra, bây giờ mới được sáng tỏ. Đây là cái câu nói của bên quản lý của Ngọc Lan. Cho nên là mình thấy nó úp úp mở mở, thấy cũng thú vị phải không các anh chị? Hay à, không biết là cô gái đó có đăng đàn thêm gì nữa hay không. Mời mọi người tiếp tục theo dõi, nếu như có chuyện gì mới thì mình sẽ lên nhiều chuyện nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn. Bye bye. Anh chị ơi, ngân hàng của Angie hiện tại đang có chương trình cho vay tiền mua nhà không cần chứng minh thu nhập. Nếu anh chị nào muốn có căn nhà mơ ước của mình trong năm nay, xin đừng ngần ngại, hãy gọi cho Angie nhé.